còn ăn cũng ăn uống bề bạn bừa bộn tạo kinh khủng. Được nhỉ, mình thấy hôm nào cũng chỉ treo móc luôn. Ủa, sợ chưa, ôi quá kinh. Đây là cái giường coi nè, cái sợ nhất là cái đống rác cơm bụi ngập, cái quạt đen xì không còn, cái quạt sợ không, cái quạt gió không thể lọt qua được. Và đây xem cái tan nét này, đây là cái tan nét. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, đống vỏ dầu gội đầu coi kín hai bên tan nét. Lịch sử trên đời chưa bao giờ bà nhìn thấy một người nào ăn ở như thế này. Nếu như mà kể chuyện thì người ta sẽ bảo đây là cái bàn bếp nhá, người ta sẽ bảo bà nói điêu nhá. Đây là cái gầm bếp. Đây. Mua cơm hộp về ăn này. Đấy, mua cơm hộp về ăn bây giờ. Đây là tải quần áo. Mà lại còn có cả đàn chạn này. Quần áo coi là vứt xuống đất này. Khoác phải bịt mũi. Áo rét đến bây giờ chưa này, sợ chưa? Sợ nhỉ. Đấy. Cái đống kia kìa. Toàn cơm hộp các thứ. Cơm hộp chỗ này nó phải ăn mấy tháng nó chất vào đây.